Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Di Động Việt. Và trong video này thì mình sẽ gửi tới các bạn 5 củ pin sạc dự phòng có chất lượng rất là tốt cũng như mức giá giảm đang cực kỳ sốc tại Di Động Việt. Trong đó cụ thể nhất là các bạn đang có một củ sạc dự phòng được giảm giá từ mức 1.390.000 đồng về chỉ còn là 349.000 đồng mà thôi. Rồi ok, mình bắt đầu video để tìm hiểu nhá. Bạn nào quan tâm những sản phẩm có mặt ở trong video đừng quên truy cập đường link của Di Động Việt mình để ở phần mô tả nhé. Tại Di Động Việt đang có mức giá rất tốt dành cho những sản phẩm này. Theo trình tự thì mình sẽ đi từ sản phẩm có mức giá thấp nhất đến mức giá cao nhất. Và đây là sản phẩm thấp nhất, đó chính là 299.000 đồng. Hiện tại sản phẩm này thì đang được giảm giá chỉ còn mức giá gốc là 450.000 nữa các bạn ạ. Khi bạn mua củ sạc này về, các bạn sẽ có hộp rất là nhỏ nhắn xinh xắn thế này. Giờ mình sẽ mở ra luôn nhé. Cái này là thẻ bảo hành này, cái này là sách hướng dẫn sử dụng này. Cái này các bạn sẽ có một cáp sạc micro USB đi cùng và củ sạc của chúng ta đây. Ui, bé nhỏ tí xinh thế này mà 10.000 mAh, quá tuyệt vời. Và đây là một củ sạc đến từ nhà Trone Smart. Về cảm quan của mình cầm củ sạc này thì mình thấy rằng là có một cái lớp cao su phủ ở bên ngoài này, cầm rất là mịn tay, cũng như là củ sạc này cầm đầm tay cực kỳ, cho mình cảm giác rất là chắc chắn. Ở đằng sau này các bạn có một lớp nhựa như là nhựa nhám thì phải. Và với củ sạc này các bạn sẽ có tổng cộng là 3 cổng. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng USB Type A, đây chính là cổng để các bạn lấy nguồn điện ra. Và cổng này thì có dòng ra tối đa là 5V 2.1A, tức là không phải sạc nhanh. Ở đây các bạn sẽ có hai cổng vào, một cổng micro USB để các bạn sạc vào hoặc là cổng Type C. Như vậy củ sạc này khá là tiện dụng, các bạn cho dù là dùng kiểu micro hay là Type C cũng đều sạc được cho em nó. Các bạn không phải lo chuyện chúng ta đi một nơi xa lạ không có cổng sạc thì không sạc được. Và một cái điểm mình đánh giá cao ở trên củ sạc này đó chính là cái đèn LED của chúng ta ở đây. Các bạn chỉ cần bấm nguồn nó sẽ hiển thị bạn biết là bên trong còn bao nhiêu phần trăm pin. Cái này là một cái điểm khá là thú vị cũng như điểm mới. Những củ sạc bình thường của chúng ta chỉ có 4 cái chấm để các bạn xác định là 0.25 này, 2.5, 50, nhưng riêng củ này có hẳn cái màn hình LED, như vậy rất là dễ để có thể biết được. Và với một củ sạc gọn nhẹ thế này thì mình nghĩ rằng những bạn nào không yêu cầu sạc nhanh nhưng cần một dung lượng lớn là 10.000, chúng ta nên cân nhắc cái củ sạc này. Và tiếp theo là một củ sạc đang có mức giá là 349.000 đồng. Đây chính là củ sạc giảm giá sốc như mình đã nói với các bạn nhìn này. Mức giá gốc đang là 1.390.000 đồng, tuy nhiên bạn mua bây giờ thì chỉ có là 349, tức là khoảng 350.000 thôi. Và cục sạc này khi mà chúng ta mở ra thì nhìn cực kỳ đẹp và sang trọng luôn. Đây mình sẽ lấy ra các bạn xem nhá. Với cục sạc này thì các bạn sẽ chỉ có hai thứ duy nhất, một là sách hướng dẫn sử dụng. Trong cuốn sách này hướng dẫn cho bạn những thứ rất là cơ bản, tức là bạn làm sao để dùng được. Và bên trong này là liên quan tới bảo hành rồi là dịch vụ hết, không có gì cả. Thực sự cái điều mình thích nhất ở cái củ sạc này ấy, là cái thiết kế vô cùng sang trọng của nó. Các bạn nhìn thấy thôi đúng không? Chúng ta có thể mở được ra này. Đó, các bạn thấy chưa? Và mở ra ở bên trong các bạn lại có thể lấy được luôn cáp Lightning ra. Đây là một củ sạc có chuẩn MFI chuyên dành riêng cho iPhone. Đây là điều chúng ta cần lưu ý nha. Android không dùng được củ này. Những bạn nào mà dùng Android chúng ta có thể tạm thời là không nghĩ tới củ này. Và đồng thời các bạn sẽ thấy rằng là bên trong chúng ta có một số cái thông tin nho nhỏ liên quan đến củ sạc, như kiểu là mã series chẳng hạn. Và phía dưới này các bạn có một cái dòng chữ nhỏ, tức là input đầu vào tối đa là 5V 2.4A và output đầu ra cũng tối đa là 5V 2.4A. Thế nhưng mà mình đã cắm thử vào iPhone và em này không kích hoạt sạc nhanh trên iPhone được. Vì vậy là các bạn sẽ chỉ sử dụng như một củ sạc bình thường cho iPhone thôi. Cái điểm mình đánh giá cao nhất trên củ sạc này đó chính là cái tính thiết kế vô cùng thẩm mỹ, đặc biệt là hai mặt nhôm trắng ở trên này, khi chúng ta cầm ra nhìn cực kỳ sang trọng. Sẽ không ai nghĩ là cục sạc dự phòng nếu như các bạn mà không mở ra cho họ nhìn hai dự cáp này đâu. Và chưa kể là một cục sạc này các bạn còn có luôn cả cáp Lightning, chúng ta đỡ phải mua ngoài. Cái điểm trừ của cục sạc này thứ nhất là dung lượng hơi bé, chỉ có 5.000 mAh. Và cái điểm trừ thứ hai là các bạn không sạc cho Android được. Thì đó là những điểm chúng ta cần cân nhắc khi mua cục sạc này các bạn nhé. Nói chung là nếu như mình dùng iPhone thì mình cũng mua đấy, nhưng mà tiếc lắm mình không dùng iPhone. Cái điểm cuối cùng trên củ sạc này đó chính là các bạn có thể check được nguồn điện của củ sạc bằng việc là nhấn vào cái nút pin ở đây. Đó, chúng ta có phần pin đây nha, các bạn ấn vào để kiểm tra. Và trong nhiều các bạn cắm vào iPhone mà iPhone không chịu sạc thì bạn nhấn cho mình lúc này một lần thì iPhone của bạn sẽ bắt đầu sạc. Tiếp theo sẽ là một củ sạc đến từ Bezos. Đây là một củ sạc dự phòng không dây có dung lượng là 10.000 mAh và mức giá của em nó 390.000 đồng. Wow, các bạn thấy mức giá có tuyệt vời không? Một củ sạc chưa đến 400.000 các bạn đã có sạc không dây rồi. Và củ sạc này của chúng ta được giảm giá từ 600.000 xuống các bạn nhé. Đây sẽ là mẫu M36 Wireless Charger. Bây giờ thì mình sẽ mở hộp ra. Ở bên trong hộp này thì các bạn sẽ có sách hướng dẫn sử dụng này, các bạn sẽ có thẻ bảo hành này. Và ở đây thì các bạn đang có một cọng cáp. Đây là cáp micro USB thôi, không phải là cáp gì cả. Mình cứ tưởng là được tặng cáp Lightning cơ, nhưng mà không phải. Rồi, đây là cục sạc của chúng ta thì các bạn sẽ có một cái bề mặt nhám ở trên này và đặt dấu X thể hiện cho việc đây là sạc không dây. Mình sẽ thử luôn cho các bạn xem. Đó, như các bạn thấy của mình đã nhận sạc không dây rồi. Tiếp theo về một chút thông số nha, thì cục sạc của chúng ta sẽ có dung lượng pin là 10.000 mAh. Và ở bên cạnh phải thì các bạn sẽ có một cái nút nguồn để chúng ta bật lên sạc không dây hoặc là các bạn sạc bình thường như nãy mình vừa bật. Ở bên cạnh trái các bạn đang có đèn báo dung lượng pin cũng như là một cái đèn báo là đang kích hoạt sạc không dây. Ở cạnh trên này thì các bạn sẽ có là hai cổng đầu ra và một cổng đầu vào. Cổng đầu vào của chúng ta sẽ là sạc thông qua cổng micro USB và cổng đầu ra sẽ là USB Type A. Chúng ta có đồng thời ra bằng hai cổng liền luôn. Như vậy với cục sạc này các bạn sạc tối đa cho được là 3 thiết bị cùng một lúc. Khá là tiện lợi chứ. Và với cục pin dự phòng này các bạn có thông số như sau. Với cổng micro USB này thì các bạn sẽ sạc vào tối đa là 5V 2A. Với cổng USB 1 các bạn sạc ra tối đa là 5V 1A. Còn với cổng USB 2 này các bạn sạc ra là tối đa 5V 2.1A. Như vậy các bạn muốn sạc điện thoại nhanh hơn các bạn nên cắm vào USB 2.
Còn trong trường hợp bạn cắm cả USB 1 này, các bạn cắm cả USB 2 thì chúng ta sẽ chỉ sạc ra được tối đa là 5V 2.1A mà thôi. Như vậy mỗi một cổng này nó sẽ rơi vào khoảng tầm là 5V 1A. Còn đối với lại cái sạc không dây ở phía trước của chúng ta này thì các bạn sẽ sạc không dây tối đa là 5W. Tức là những bạn nào mà sạc không dây máy hỗ trợ 10W hay là 15W rồi 20W thì rất tiếc là không hỗ trợ những cục này. Các bạn chỉ sạc không dây là 5W mà thôi. Và cái điểm ấn tượng về thiết kế của cục sạc này đối với mình đó chính là cả mặt trước và mặt sau của cục sạc đều được làm nhám, nên là khi mình sờ tay vào cho mình cảm giác nó rất là lạ. Còn ở xung quanh cục sạc thì các bạn sẽ chỉ có khung này như là bằng nhựa mà thôi. Nói chung là hơi đáng tiếc một chút, thế nhưng mà cái việc bằng nhựa này thì giúp cho các bạn chả may có rơi rớt gì thì nó sẽ đỡ bị chảy xước xây sát hơn so với việc các bạn làm bằng nhôm. Càng tới cuối chúng ta càng đi những sản phẩm đắt tiền hơn, và đây là cục sạc Anker PowerCore 10.400 mAh có mức giá 750.000 đồng. Nhưng đây là trước khi giảm giá, và sau khi giảm giá xong chỉ còn là 490.000 đồng mà thôi. Một mức giá rất hấp dẫn đúng không? Các bạn chỉ cần mở ra này. Bên trong các bạn có một củ sạc nha, các bạn nhìn thấy cáp luôn. Và cáp này của chúng ta thì các bạn được tặng kèm là cáp micro USB. Hơi tiếc một chút nhỉ. Nhưng mà thôi không sao, Anker tặng là quá tốt rồi. Bây giờ mình sẽ mở hộp ra. Bên trong các bạn có một túi luôn này bạn này. Như vậy là chúng ta không chỉ là tặng cáp sạc, các bạn được tặng kèm một cái túi để đựng cục sạc dự phòng luôn, rất là tiện lợi. Với cái túi này mang sạc dự phòng đi đâu thì cũng đỡ sợ là cục sạc dự phòng của chúng ta nó bị xây xước hay chảy sát gì cả. Rất là tốt. Ở trong này là một cái welcome GUI. Cái này chắc là sách tận dụng thôi. Ok, giờ mình lấy cục sạc này ra nhá. Về cổng cáp kết nối của chúng ta thì đây là một cổng cáp bình thường, các bạn không có dây dù này, các bạn không có Kevlar gì cả, hoàn toàn đây là cao su thôi, rất là mềm mại. Tuy nhiên thì Anker tặng kèm một phụ kiện chính hãng như thế này, mình thấy đây là điều rất là tuyệt vời rồi. Và quay trở về pin dự phòng của chúng ta thì pin dự phòng này bên ngoài mình sờ được 100% là nhựa rồi. Ở bên tay trái chúng ta các bạn sẽ có một cái nút nguồn đó, bấm vào để xem phần trăm pin này. Phần trăm pin các bạn sẽ hiển thị ngay ở phía trước này luôn. Còn đây là logo Anker. Và ở phía trên này thì các bạn sẽ có chính xác là hai cổng đầu ra và một cổng đầu vào. Cũng rất tiếc khi cổng đầu vào này chỉ là micro USB mà thôi. Như vậy các bạn sẽ bắt buộc phải sử dụng cái chuẩn này để sạc cho thiết bị. Với cục sạc đến từ Anker thì các bạn sẽ có rất là nhiều công nghệ, trong đó công nghệ Power IQ độc quyền của Anker giúp các bạn kiểm soát dòng điện cũng như điều tiết dòng điện ra hợp lý với thiết bị. Đây là cái mình cực kỳ thích trên mỗi một cái thiết bị gì đó của Anker mà sử dụng để sạc, như là củ sạc hay là pin dự phòng. Khi mà nói cụ thể về từng cổng đầu ra một của chúng ta thì các bạn sẽ có dòng điện ra tối đa ở một cổng là 5V 2.4A. Còn nếu như các bạn sạc đồng thời hai thiết bị và cục sạc này một lúc thì các bạn sẽ có dòng ra tối đa ở mỗi một cổng này là 5V 1.5A. Còn về cổng input này thì các bạn sẽ có điện vào, đó chính là 5V 2A. Như vậy đây không phải sạc nhanh, chỉ là sạc 10W thôi. Thời gian sạc một viên pin 10.400 mAh này có lẽ sẽ hơi lâu một chút. Sau tất cả thì mình lại về với nhau. Vâng, và sau tất cả chúng ta đến với cái cục sạc cuối cùng. Cục này là một cục đến từ Energizer. Và pin dự phòng này thì có tích hợp luôn sạc không dây cho các bạn. Cũng như là mức giá của em nó chưa giảm giá là 1.200.000. Còn giảm giá xong các bạn sẽ chỉ phải mua với mức giá là 829.000 đồng mà thôi. Đây là củ sạc đắt nhất mà mình có cảm giác rằng là cái mức giá của em nó sẽ khiến nhiều bạn ngạc nhiên là tại sao cũng 10.000 mAh có sạc không dây mà giá lại cao như vậy. Thì bây giờ mình sẽ mở hộp ra để các bạn xem nhá. Và đây là toàn bộ những thứ có trong củ sạc của chúng ta. Các bạn sẽ có một cáp sạc micro USB để sạc vào. Còn với củ sạc này của chúng ta thì mình đã có một cái video dành riêng cho em sạc này rồi. Nên là nếu như bạn nào mà chưa xem có thể xem lại, còn mình chỉ nhắc sơ sơ trong video này thôi nhá. Thì như các bạn nhìn thấy này, các bạn sẽ có chuẩn sạc chi ở phía trước của củ sạc. Với cái chuẩn sạc không dây này thì các bạn có thể sạc cho rất là nhiều thiết bị cực kỳ tiện lợi. Đồng thời ở phía trên của củ sạc, wow, các bạn đang có một cổng Type-C và một cổng sạc hỗ trợ QuickCharge 3.0. Cực kỳ nhiều những cái công nghệ nằm ở trong một củ sạc này. Và bạn lưu ý này, cổng Type-C này sẽ là vừa in vừa out nhá, chứ không phải là cổng Type-C chỉ in không đâu. Vì vậy các bạn sẽ sạc ra luôn qua cổng này. Theo như mình tính toán tối đa, củ sạc này sạc cho các bạn được lên tới là 3 thiết bị liền. Các bạn có 1, 2, 3, cực kỳ tiện lợi đúng không? Và chưa kể là với củ sạc này thì mình có cảm giác trông nó rất là sang trọng luôn. Mặc dù là mình biết cái này chỉ là bằng nhựa, thế nhưng khi mà nhìn vào cảm giác nhám nhám của nó ấy, cho mình cảm giác gì đó rất là sang so với những củ sạc khác. Nhưng củ này vẫn không sang bằng cái củ sạc mà được giảm giá từ 1.390.000 về còn có 349 này các bạn ạ. Cái củ đấy mới gọi là đẹp. Và một cái điểm hơn ở củ sạc này so với những củ sạc khác về mặt không dây, đó chính là không dây này có thể lên tới là 10W. Trong khi đó các bạn nhớ cục sạc nãy mình mở của Beisut không? Chỉ là 5W mà thôi. Tiếp tục nhá. Với lại những cổng ở trên này của chúng ta thì Type-C của các bạn cũng sẽ có đầu ra đầu vào tối đa là 18W. Và tương tự như vậy với lại cổng QuickCharge 3 của chúng ta. Và hy vọng rằng đến đây thì các bạn đã phần nào hài lòng với cái mức giá của sản phẩm này. Vậy thì các bạn sẽ mua sản phẩm nào trong số 5 cục sạc mình đã giới thiệu? Hãy để ý kiến trong phần bình luận cho mình cùng biết nhá. Còn bây giờ xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau.